Các câu lạc bộ ngoại hạng Anh muốn FIFA xiết hạn chuyển nhượng với các câu lạc bộ Europe Saudi nhằm tránh bị mất người mà không kịp thay thế. Trước đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp, Liverpool và Pep Guardiola, Manchester City đã bày tỏ mối quan ngại rằng nếu bị mất cầu thủ sau ngày 31 tháng 8 hạn chuyển nhượng mùa hè tại ngoại hạng Anh, họ sẽ không thể tìm phương án thay thế. Cách đây vài ngày, ban tổ chức ngoại hạng Anh họp bàn và quyết định sẽ tác động để FIFA đặt hạn chót chuyển nhượng với các câu lạc bộ Europe Saudi. Ngoại hạng Anh không thể gửi yêu cầu trực tiếp đến FIFA mà phải thông qua Liên đoàn bóng đá Anh, FA. Theo quy định, FIFA chỉ tiếp nhận ý kiến từ các liên đoàn thành viên rồi cân nhắc điều chỉnh theo quyền hạn. Cơ quan quản lý bóng đá cao nhất có trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển nhượng của mọi giải trên toàn thế giới. Thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Europe Saudi dự kiến đóng cửa ngày 7 tháng 9, 6 ngày sau các giải hàng đầu châu Âu, trong đó có ngoại hạng Anh. Do đó, nếu bị thuyết phục bởi những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Pro League, các cầu thủ có thể ra đi vào thời điểm câu lạc bộ của họ không được phép chiêu mộ người thay thế. Đầu năm nay, Liên đoàn bóng đá Saudi đề xuất FIFA cho hạn chuyển nhượng đến 20 tháng 9 nhưng không được chấp thuận. Hạn chót sau đó được chốt sớm hơn 13 ngày nhưng theo ngoại hạng Anh, FIFA nên thống nhất hạn chuyển nhượng của giải này như các giải châu Âu. Theo Daily Mail, Saudi Pro League không phản đối đề nghị của ngoại hạng Anh. Trái lại, họ muốn hợp tác với FIFA để tái cấu trúc giải nhằm trở nên phù hợp hơn với lịch quốc tế. Saudi Pro League đã chi tổng cộng hơn 446 triệu đô la Mỹ để mua cầu thủ trong hè này, đứng thứ 5 trong các giải đấu trên toàn thế giới. Con số này hứa hẹn tăng thêm bởi những câu lạc bộ ở giải này vẫn đang chèo kéo thêm các ngôi sao ở châu Âu. Trước đây, ngoại hạng Anh từng gặp vấn đề tương tự với giải Super League Trung Quốc. Khi ấy, giải bóng đá Anh bức xúc vì kỳ chuyển nhượng mùa đông ở Trung Quốc đến 28 tháng 2 mới hết hạn. Tuy nhiên, tác động của Covid-19 và sự đi xuống của Super League khiến vấn đề này không còn tồn tại.